Hiện tại là anh em bọn tôi đang có mặt tại bản Làng Ngà thuộc thị trấn Mộc Châu của tỉnh Sơn La để đến thứ nhất là gặp chú chủ nhà, và cái thứ hai là nhận với lại chú cái công trình chuẩn bị xây dựng một cái công trình nhà sàn bê tông ở đây tại quê hương của Mận Mộc Châu, có mận Tam Hoa cực kỳ là ngon. Đấy thì tiến tới đây là sau này công trình của nhà chú ấy sẽ ở cái chỗ sân các bác nhìn thấy đây này, nó sẽ gắn luôn từ cái sân này và từ sân đấy ra đến đây một cái căn nhà sàn một gian hai trái làm theo phong cách nhà của người Thái ở đây nhá mọi người nhá. Đấy, thì anh em bọn tôi là xuất phát từ hôm qua từ tại Yên Bái đi, thì đến giờ là nó cũng cũng khá là mệt mỏi mọi người, sáng nay cũng đã chuyển khai được xong hết mọi công việc rồi, đến bây giờ là anh em bọn tôi sẽ xin phép để chuẩn bị anh em tôi về quê thôi. Đây sau này cái công trình ấy sẽ nối trực tiếp từ cái công trình này nhá các bác nhá. Đấy. Nối trực tiếp từ cái công trình này xong là để xa giật dần ra đằng kia. Đấy, nay trời sáng nay trời mưa, giờ là bắt đầu cũng thấy hưởng nắng rồi. Còn đây là đặc sản cái mận Tam Hoa, thì ra đây sáng cho các bác xem này. Đấy. Đây này. Cái mận mùa này ấy nó là mận trái vụ, đâm ra là nó cực kỳ là thứ nhất là mình cứ gọi là hiếm đi mà nó được giá các bác nhá. Đấy mà được giá này, nó là mận trái vụ. Bây giờ hiện tại ở trên cây nếu mà vặt ở tại thời điểm này thì nó đang có giá là khoảng dao động từ 40.000 trên 1 kg. Nhưng mà mận này vẫn chưa gọi là chín lắm các bác nhá. Đấy, nhìn cực kỳ là ngon. Chụp của ảnh này. Mận Tam Hoa. Đấy còn cây thì trồng trên kia kìa. À, đây nó có cái cầu kính. Ở đây hôm nay mưa anh em mà tôi là không không đi review cái cầu kính để cho các bác xem được. Ở đây có cái cầu kính dài nhất Đông Nam Á nhá. Nhà cô chú thì trồng hơn 1 ha cây mận này. Năm nay thì cũng được giá thì lại mất mùa, năm ngoái thì được mùa lại mất giá. Thôi chắc xin phép dừng video tại đây thôi. Các bác nhớ theo dõi video để nhận nhiều những video mới nhất từ kênh nhá, chuẩn bị để nghĩa là sắp sửa để tiến hành cái công trình này đấy. Đấy. Bên đây thì cực kỳ ngon. Ok.